Xin chào các bạn đã trở lại với cái video thảo của mình. Mình là Huy Sinh đây. Và trong video hôm nay thì mình sẽ chỉ cho các bạn hai cách dùng Magma để solo với cơ mập boss nha. Trước hết video xin chúc các bạn ngày mới thật vui vẻ. Và nếu như các bạn thấy video hay thì nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha. Rồi thì bây giờ sẽ bắt đầu đi mua thuyền cho các bạn. Đấy, mình sẽ qua cái bến cảng sau đi. Đấy, thì như các bạn đã biết là hiện tại thì cơ boss cơ mập là con boss cực kỳ khó chịu trong game các bạn. Nói chung ở dưới biển cực kỳ khó chịu luôn. Rồi thì bây giờ mình sẽ bắt đầu đi mua thuyền nha. Thì mình sẽ mua cái thuyền từ đó. Thì mình sẽ mua thuyền bay các bạn ơi. Đấy, mua cho nhanh nha các bạn. Nói chung mà mình chỉ đi săn cân mập thôi mà. Đấy, thì mua cái này cho nhanh. Rồi, thì giờ mình sẽ lên thuyền và tiến thẳng ra cái biển đá nha. Chúng ta sẽ tiến ra cấp độ 3 để đến cấp độ 5 ấy thì cân mập xuất hiện. Ok. Thì trước khi đi săn thì các bạn nên gọi là sử dụng cái vật phẩm có tên là đây. Tên gì? Vương miện Leviathan nhé, bởi vì cái này sẽ giúp các bạn tăng sát thương lên các sự kiện trên biển và sẽ tăng cái tỷ lệ nhận được các nguyên liệu nhá. Đấy, khi đánh cái mập ấy thì các bạn sẽ nhận được có cơ hội nhận được cái gì? Từ mình ấn lại xem ở đây cái mắt mắt cá mập các bạn. Nói chung mà cái này cũng hơi khó ra ấy. Rồi thì giờ mình sẽ tiến thẳng lên phía trước để săn nhá. Ok, thì hiện tại là con cá mập đầu tiên xuất hiện các bạn. Đó, thì mình sẽ bắt đầu săn nha các bạn. Thì nói chung là bình thường khi cái mập xuất hiện là các bạn cứ gọi là bay vào các bạn xả skill như này. Đấy, xả lượng đam cũng ổn đấy, nhưng mà thật sự là nó không hiệu quả các bạn, bởi vì con mập nó có cái chiêu hút vào ấy, mà nó choáng rất là khó chịu luôn. Đấy, từ từ đấy, cái chiêu ấy cực kỳ khó chịu luôn. Thì giờ thì gọi để gọi solo gọi được với nó thì các bạn nên dùng chân magma và các bạn bay lên trời cho mình. Đấy, bay lên cao thì mình cũng biết là có khá nhiều bạn biết cách này rồi, mà đối với những bạn chưa biết thì các bạn có thể xem. Ấy thì mình thấy khá nhiều bạn kiểu như là không thể solo một mình luôn cái mập này. Ấy lấy cái gọi là cái kiếm mới, cái mỏ leo ấy rất là khó lấy. Nếu các bạn có chiếc bắc ma thì các bạn nên ăn chiếc bắc ma vào và sử dụng cách này của mình, cứ bay lên trời giữ khoảng cách cố định ấy, sau các bạn sẽ xả skill cho mình. Ấy và hết bay thì các bạn ấn lại chữ F, vì cái chữ F mà nó sẽ miễn nhiễm với stun như các bạn. Nói chung là nó không bị choáng đâu, bị hút vào đâu. Đấy, bay lên cao này, sau đó mình sẽ giữ một cái khoảng cách an toàn là mình sẽ xả skill thôi. Nói chung là đánh đam thôi. Đấy, hiện tại thì mình đã đánh được nửa cây máu rồi và máu mình cũng không mất nhiều các bạn, mất nhiều chủ yếu là mình bị rơi xuống thôi. Đấy, cứ bay lên trên khưng cao. Đấy, các bạn có thể sử dụng kiếm này mene để các bạn bay nha các bạn. Chung mà cách này chỉ áp dụng với những cái trái nào mà có skill tầm xa mà nó có thể bay thôi nha. Còn mấy cái trái skill tầm gần ấy thì cũng khó các bạn, bởi vì bay lên cao thì cũng không được gọi là đủ hay gọi là khoảng cách có thể gọi là gây đam đấy. Nhưng cái chân magma thì quá phù hợp rồi. Từ từ là mình sẽ đánh bạn này. Ui, đang đánh cam mập mà nhiên có Seabit xuất hiện các bạn, hơi khó nha. Seabit thì nó hay nằm choáng mình ấy, rất là khó chịu luôn. Từ á, để mình xử xong một cam mập á rồi mình sẽ quay lại với Seabit sau. Ấy, hôm nay kiếm được khá nhiều belly ấy. Từ tiện dùng chân Z này. Từ ấy, ôm bay thuyền rồi các bạn. Mà nhân tiện là bạn nào muốn săn Leviathan thì có thể vào cái Discord của mình. Ở đấy thì tầm tối là nếu mà rảnh ấy thì mình sẽ gọi là online và mình sẽ đi săn Leviathan cùng các bạn. Đấy, từ nói chung săn Leviathan thì thực sự cũng hơi khó các bạn. Nên là cái lúc mà chúng ta đi tìm cái hòn đảo cho triệu hồi ấy, hiện tại thì mình cũng chưa tìm một cách nào có thể triệu hồi cái hòn đảo nhanh, bởi vì cái đấy kiểu hên xui đi các bạn. Từ á, chúng sẽ tập trung vào con cá mập á. Đấy, xong luôn. Đấy, có nhận được luôn cả cái mắt cá mập luôn các bạn. Rồi, thì giờ mình sẽ đánh bạn con Seabit này nha. Nói chung là Seabit thì nhanh rồi. Đấy, team sẽ chỉ cho bạn cách thứ hai chúng ta có thể solo được cá mập nha các bạn. Đấy, dành cho cách thứ hai sẽ dành cho những cái trái nào mà nó không thể bay được hoặc là nó đánh tầm gần ấy. Từ. Đầu tiên là chúng ta cần phải tiêu diệt con Seabit đã. Seabit thì dễ thôi. Đấy. Ok, xong luôn. Được rồi, thì giờ chắc là mình sẽ tiếp tục quay trở về kia mình mua thuyền và treo thêm một con cá mập thứ hai nha các bạn. Ok, vậy là con cá mập thứ hai xuất hiện rồi. Nói chung là xuất hiện khá dễ các bạn. Các bạn cứ đến cái vùng biển thứ 5, thứ 4 phát nó hay xuất hiện lắm. Đấy, hiện tại nó đánh thuyền mình khá nhiều luôn. Từ. Đấy, từ em sẽ giờ mình sẽ cho cái con này nó đánh xong thuyền mình á. Chung là để mình phải dụ nó nha các bạn. Đấy, đầu tiên mình sẽ đánh nó này. Ở các bạn sẽ tìm cho mình một hòn đá nha các bạn. Hòn đá to to một chút. Ở trước mặt mình thì đang có một hòn đá các bạn ơi. Đấy, hòn đá rất là to luôn. Đấy, các bạn sẽ chạy về hòn đá cho mình nha. Nói chung cá mập nó sẽ đuổi theo bạn nha các bạn. Cứ chạy đi, mà không sợ là mất cá mập đâu. Đấy. Rồi.
Từ từ ạ. Ui, cắn đau quá trời, mất nửa cây máu rồi. Rồi các bạn sẽ bay lên cái tầng đá cho mình. Rồi, đứng trên đây để hồi máu nha. Đây là cách cây sẽ dành cho những bạn nào mà sử dụng những trái khác, kiểu như không thể bay được hoặc là cái cự ly đánh nó ngắn ấy. Đấy, đứng trên đây. Giờ thì các bạn cứ gọi là xả skill xuống thôi. Đấy, thi thoảng thì các bạn có thể đứng trên kia để hồi máu. Ui, ở đứng trên cao nhưng ở đây vẫn bị nó hút. Đấy, đứng đây để hồi máu này. Ui, từ 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 ạ. Phải lên cái đỉnh này các bạn. Đấy. Ô, vẫn bị luôn ạ. Từ phải lên lên cao nữa. Đấy, nên tầm này là các bạn sẽ không bị nó đánh nha. Đấy, bạn đã ít máu, đứng lên để hồi máu này. Đấy, cách này nó hơi chậm một chút. Đấy, đối với chế băng ba nó hơi chậm một chút, đối với chế khác thì bình thường. Cái quan trọng là các bạn cứ đánh bại nó là được. Đấy. Cứ đánh xong một skill thì bay lên đây là hồi máu nha. Đấy, rồi, thôi. Đấy. Nó hơi chậm các bạn, nói chung là nếu mà dùng cách thứ nhất thì nó nhanh hơn. Từ từ. Đấy, cách hai các bạn cứ leo lên hòn đá cho mình. Đấy, cách để solo nha các bạn. Còn nếu các bạn đi từ hai người trở lên thì cứ thay nhau đánh thôi, một người thay nhau chịu đòn người kia đánh xong rồi lại thay đổi thôi ấy, kiểu kiểu vậy thôi. Mình sẽ gọi là đánh luôn như các bạn. Nói chung mà giờ neo lên kia thì cứ neo đi neo lại nó hơi lâu các bạn, thà mình bay ra xa mình đánh luôn cho xong ấy. Ấy, neo vào neo đi neo lại sự mất thời gian rồi các bạn. Đánh từ nãy giờ chị sao nhỉ, vẫn chưa được nửa cây của nó các bạn. Từ từ. Thôi chắc là mình gọi là mình tí thì mình sẽ bay lên qua kia mình đánh luôn nha các bạn. Chung bay lên cao luôn đi. Chứ đánh cứ đánh đi chống lại này, sợ nó cũng khá là lâu các bạn. Đấy. Thực sự cách này chỉ dành những các bạn nào mà dùng trác quỷ cùi thôi, kiểu như là kiểu chạy bột này cũng hợp lý các bạn. Thôi rồi thì mình sẽ đánh luôn nha các bạn. Nói chung mà giờ thì mình sẽ gọi là tiêu diệt luôn. Không leo đá nữa, leo đá lâu quá. Đấy, bạn nào dùng trái bột mấy cái trái khác có thể dùng leo lên đá để trốn cũng được. Đấy, solo của mình cam mập nha các bạn, không cần ai gọi giúp luôn. Rồi. Rồi từ từ ạ. Nó cắn đau phết đấy. Chắc bây giờ sau mình sẽ thử dùng trái tuyết để solo cam mập nha các bạn. Nói chung là lại thêm một cái series mới nữa rồi. Đấy, chúng ta sẽ dùng tất cả những trái quỷ nào mà nó mạnh ấy, có thể thử solo cam mập để xem liệu có ăn được không. Ấy chứ chủ yếu bây giờ chúng ta toàn dùng trên bác ma thôi. Đấy, bác ma giờ lên giá này ai ai cũng tìm luôn. Được, được, được. Đó, con này sẽ bay màu rồi các bạn. Ui, bay lên cao rồi, xả đam thôi này. Đấy, rất là dễ luôn, các bạn có thể săn cái mập để mất IDK cũng được. Ok, xong luôn, tôi cần nguyên liệu này các bạn. Đấy, từ mình cho bạn xem này, kiếm khá nhiều cái mắt rồi các bạn. Đấy, rồi thì nói chung là vật phẩm này nó khá là xịn luôn đấy. Ok, thì đây là hai cách mà mình chỉ cho bạn trong video này để solo của mình với các mập và chiếc bác ma nhé. Nếu như các bạn thấy video hay thì nhớ like và đăng ký kênh của mình nhé. Tạm biệt các bạn nhé. Bye bye.